Al Qaeda mất vai trò chính yếu tại Nam Á, tin từ Islamabad, Pakistan. Theo nhận định của các chuyên gia về an ninh, Al Qaeda đã mất đi vai trò nổi bật ở Nam Á từ khi lãnh tụ Osama bin Laden bị lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ giết chết tại một căn nhà ở cách hậu viện quân sự cao cấp của Pakistan khoảng nửa dặm, 4 năm về trước. Al Qaeda cũng đánh mất vai trò trung tâm tiêu biểu của các tổ chức khủng bố trên thế giới kể từ đó. Talat Masmud cựu chuyên gia về an ninh và là cựu trung tướng lục quân pakistan nói rằng al qaeda không còn lôi cuốn giới trẻ ở mức độ toàn cầu cũng như ở các vùng trong khi phiến quân nhà nước hồi giáo thành công hơn trong mọi lĩnh vực tại syria và nhận được sự ủng hộ nhiều hơn theo ông này thì al qaeda đã bị lục lại về phía sau Ayman Mohammed Rabi al-Wazahiri, thủ lãnh hiện nay của Al-Qaeda, vừa xuất hiện trên trang mạng xã hội hồi tháng 9 vừa qua để nói về kế hoạch của Al-Qaeda thành lập một số chi nhánh ở Nam Á và giới thiệu thánh chiến tại Ấn Độ và Bangladesh. Theo một chuyên viên quốc tế của Pakistan, một số tổ chức khủng bố và cực đoan đang nhìn về các bộ tộc trong vùng tại vùng Tây Bắc Pakistan để mở các trung tâm huấn luyện và thiết lập tổng hành dinh. Tuy nhiên, quân đội Pakistan đã mở nhiều cuộc tấn công nhắm vào các tổ chức vũ trang và khủng bố tại địa phương vào năm 2014. Tình hình an ninh tại Pakistan được cải thiện trong năm qua, đã làm suy giảm đáng kể ảnh hưởng của Al-Qaeda và đẩy trung tâm khủng bố sang Iraq và Syria.